Ok, tất cả các bạn nhé, hôm nay mình sẽ thử test nhạc cho các bạn trên một con loa điện từ Thụy Điển. Đó là thương hiệu loa Audio Pro, có mã là Audio Pro T3. Ok các bạn nhé, để xem chất âm của nó thì sẽ như thế nào các bạn nhé. Ok. Những ký ức anh và em, tìm em trong cơn mưa, anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa, vụt mất theo cơn mưa ngày qua, tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen, là lúc em ngàn đời ta chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn, ẩn sâu trong tim tí tách rơi chờ mãi nơi này một cảm giác.